và hiện nay thì thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc nghiên cứu lập quy hoạch quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè, từng tuyến phố, từng khu vực. Thì mới đây, các quận nội thành vừa tổng hợp, giả soát, báo cáo những tuyến phố có đủ điều kiện được phép sử dụng tạm thời về hè vào việc kinh doanh, buôn bán. Theo đó, có 3 quận nội thành đề xuất sử dụng về hè để kinh doanh, gồm có quận Hai Bà Trưng, đề xuất cho các tuyến phố Đại Cô Việt, Trần Khát Trân, Lò Đúc, Ngô Thị Nhậm, Trần Xuân Soạn, quận Đống Đa đề xuất sử dụng về hè phố Hoàng Cầu, Nguyễn Lương Bằng, quận Tây Hồ đưa ra phương án sử dụng hè phố Trịnh Công Sơn và Vũ Tuấn Chiêu. Các tuyến phố đủ tiêu chuẩn kinh doanh về hè phải có chiều rộng hè phố còn lại dành cho người đi bộ tối thiểu là 1,5 m, đảm bảo an toàn, thuận tiện giao thông, bảo đảm mỹ quan, vệ sinh môi trường đô thị và không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của các hộ gia đình, chủ công trình trên tuyến phố không cho phép tổ chức kinh doanh buôn bán trước mặt tiền của các công trình văn hóa giáo dục thể thao y tế tôn giáo và công sở